Chào cả nhà ơi, giờ mình ra mình hái trái bầu nè cả nhà ơi. Bầu nay cũng gần tàn cả nhà ơi. Rồi mình hái trái bầu này vô mình băng gà. Rồi móc vô cả nhà ơi. Cả nhà xem clip nhớ đăng ký ủng hộ xin biên hòa nha cả nhà ơi. Đâu mình làm thử cả nhà ơi. Trái bầu nè cả nhà ơi. Còn mấy trái nữa nè. Cũng bự à. Mình để bự để mình móc ruột nó ẩm cả nhà. Thì bữa nào mình thiết kế là món khác. Ăn trái nữa cả nhà. Rồi, kia luôn, gà. Làm thôi cả nhà ơi. Xin mời nhớ đăng ký ủng hộ mình nha cả nhà ơi. Xin đi qua nha cả nhà. Bầu trọng nha cả nhà ơi. Bò nè, mai mới gần tàn rồi. Mai mới trồng đậu rồng thôi nha. Đây. Giờ mình móc thôi. Bự rồi nhét con gà vô được cả nhà ơi. Bự lắm cả nhà. Để nó bự cho bá. Rồi, nhớ tôi gà. Làm gà hả cả nhà ơi. Làm nhóc cả nhà. Giờ mình làm gà nha cả nhà ơi. Làm thế với cả nhà xem cả nhà ơi. Làm ăn tơi. Rồi, làm việc thôi. Gà xong rồi cả nhà ơi. Mình để củ tỏi, củ hành, lột, bầm nữa. Út học về nè, chào cả nhà đi. Chào nhà. Nó mới rước nó về cả nhà, giờ mình làm nó ăn cả nhà. Ngon không? 5 giờ rồi, giờ mình nóc mới cả nhà. Mà nó dậy hết vậy. Mình sẽ khứa nữa. Bời, tính trắng không? Có. Trắng nè. Ừ, giờ bà làm nha. Để tôi lấy mình cái mình thêm cánh gà cả nhà, cánh gà với cả nhà không đủ quá. Cái đồ có xíu. Ừ, che mà mấy che thịt nó ngon lắm á. Rồi để ba cắt cho con. Rồi. Phét móc cả nhà ơi. Con bỏ con hấp cả nhà ơi, nướng lâu lắm. Giờ không kịp giờ hút ăn. Phét cái này móc ra. Cả nhà ơi, giờ banh ra rồi, hút lấy ra được không? Đó, ngon chưa? Đó, phải giờ cắt cái phần này ra nữa. Thôi được rồi, cái mũ móc ra, cũng cắt. Đó, vậy móc ra ruột cả nhà ơi. Để cho nó bự rồi nè. Dạ. Bự nó với nhét con gà vậy được cả nhà ơi. Rồi. Giờ đi. Cái gì? Rồi ốc múc cái đờ múc. Dạ. Được không? Giỏi qua nhà về sửa tắm rửa phụ rồi nè, này chắc là bỏ vô nồi hấp cho nhà với nướng chứ lâu không kịp, giờ nó ăn nó bụng bữa nào để mình nướng. Được không, cứng nha, ngon lành luôn. Rồi nó múc cho con. Rồi gà nha cả nhà ơi, làm gà bỏ ở đây nha cả nhà. Nhiều hộp vậy? Rửa xong cả nhà ơi, để cho nó ráo nước á. À, giờ mình mát xa con gà nha cả nhà ơi. Mát xa cái mà thịt đó. Mình mát xa nữa nha. Rồi, với thêm cánh gà nè cả nhà ơi. Bị nêm nếm mát xa nè cả nhà ơi. Hiểu vậy cho tỏi của hành. Nêm nếm vô nữa. Cái miếng rồi miếng bột ngọt, miếng muối, miếng ngán gì nôi cả nhà. Rồi nào mát xa nó miếng tiêu nữa. Mày ốp gì nè ba? Đó ba ơi, mày ốp nè. Tắm xong rồi đó hả? Đúng rồi, giờ làm rồi. Mát xa nó nha, mát xa nó cả nhà, mát xa nó gà. Nếu mình ai nhét cái này vô trong bụng cả nhà. Mổ bụng nó ra nữa. Ừ, móc bụng cả nhà. Nhà làm món ăn ngon quá nhà ơi. Chè thịt nó ngọt lắm. Em móc cái gì hấu, cái gì hấu cả nhà ơi. Cái gì? Cái gì hấu? Ừ, bữa nào mua cái gì hấu về mình làm gà bỏ vô mà nướng luôn, mình hấp mà. Cái gì hấu thì mình sẽ nhớ lấy ruột ra ăn nên ba chứ không phải giật nha. Cái gì hấu rồi. Thêm cánh gà cho cả nhà. Ít cái chiên ấy quá. Chiên dĩa nữa.
đó, giờ massage nữa nha cả nhà ơi, gà chua cháy bầu, massage cho nó thấm phần nữa nè, rồi nhét thêm như bụng nữa nha, hấp lên cho nó thấm xíu cả nhà ơi. Gà cho nó chua cháy bầu nè cả nhà ơi, gà chua cháy bầu. Dạ, chua cháy bầu. Còn mấy cánh người ngại sao ba? Dạ. Còn mấy cánh nữa kìa. Còn hết rồi. Có cái đầu nó lên hồi nó mình lôi nó lên. Mình gái chơi cái nhà. Đi đi bộ. Đây nắp lại. Rồi. Rồi, bỏ bếp lên thôi, lên bếp thôi cả nhà ơi. Thấy nào vô. Bật lửa cả nhà ơi. Rồi, đậy nắp lại, chờ nó. Chờ đợi cả nhà ơi. Gạt chui cháy bầu. Nhà xem bếp nhớ đăng ký ủng hộ sinh viên hoài nha cả nhà ơi. Rồi. Chờ đợi thôi. Khi chờ đợi đó mình hai cái tiếng mình nướng cũng hành cả nhà ơi. Rồi giờ mình rửa cắt bỏ bếp nướng cả nhà. Hai cái tiếng cả nhà, xong rồi. Rồi chờ đợi nó hơi cả nhà ơi. Chờ đợi đi thiết kế món khác nữa cả nhà ơi. Bột rồi chiên cánh gà thêm cả nhà. Chiên thêm cánh gà nữa nè, nè đông người, rồi lên cái chỗ vừa cánh gà chiên thêm, bột không cả nhà. Dầu lên chở sôi lên chiên. Chiên cánh gà bột. Còn chiên cái hành tâm cũng ngon quá nha. Còn rau cũng có hành tâm. Rồi cái nhà ơi, sao rồi cánh gà chiên bột cái nhà ơi, cũng sôi nãy giờ cái nhà ơi, gà chua cháy bầu khói cái nhà ơi. Gà chua cháy bầu rồi. Chờ đợi thôi cái nhà ơi, không bị chờ cái này không mà muốn cà tím lắm như cái nhà ơi. Chào cả nhà ơi, nhớ ca nhúng vàng đợt nha cả nhà. Nhúng vàng đợt đợt nha. Bỏ cái mới vô. Nhúng vàng nha cả nhà. Nó ngon. Nhúng vàng đợt nha. Hai lớp bột. Rồi, chờ đợi nữa thôi cả nhà ơi. Dứt nữa là xong rồi cả nhà ơi. À, qua là món cà tím nữa. Đèn lên lên cả nhà. Cánh gà chiên bột. Rồi. Tắt lửa thôi cả nhà ơi. Như là mỡ hành, cà tím nữa. Cái nhà ơi, sâu luôn. Đó, giờ làm món cà tím nữa nha cả nhà ơi.
Tí mình nướng cũng xong rồi, mình lột vỏ thôi. Nướng xong nữa nha, giờ mình lột vỏ anh bỏ dĩa cả nhà. Rồi mình hành mình đổ lên nữa. Giờ mình chợ này. Này có tiếng tiếng máy nó chín nữa cả nhà. Khói quá khói cả nhà. Chờ đợi nó cả nhà. Và món này nữa tắm rửa dọn ăn rồi cả nhà. Lột vỏ xong cả nhà, giờ mình hắn mà hành này mình chế ra nữa. Chế lên một tiếng rồi cỡ hai cái nhà ơi, chế lên năm cơm mình chế lên cái nặng luôn cả nhà. Rồi chế biến tiếp thôi cả nhà ơi, nước vô rồi cả nhà ơi. Thấm cho nó thấm luôn, thấm gấp ăn thôi cả nhà ơi. Rồi thấm nữa cả nhà ơi. Xong rồi để kia nó tắm rửa dọn ăn thôi cả nhà ơi. Cơm trễ rồi, ăn chín chưa, tôi tiên máy rồi. Khói quá trời khói cả nhà ơi, ăn cũng chín rồi cả nhà. Rồi giờ tắm rửa ra tát bưng lên ăn rồi cả nhà ơi. Bên cả nhà ơi nè, ăn gì không? Mượn mượn nhận mượn vậy, 100 người đăng ký rồi. Trời ơi, 100 người đăng ký rồi. Rồi mà cái nhà mình dùng luôn nha. Dùng nó mọi dân già hấp kìa. Yeah, ăn khui. Rồi cái nhà mình ăn cơm luôn nha. Ốc này nè, mà cái nhà ăn nè. Rồi là hấp bào chưa chín mà ba mình ngáy ra. Chưa chín, 10 phút nữa. Chưa chín cả nhà. Hối quá, quá mà. Chờ xíu nữa nó chín à, giờ ăn cơm trước cả nhà, nó đói quá rồi. Rồi một cái nhà mình ăn cơm với gia đình luôn nha. Không tóm gì cả. Gà chiên. Tiếm nó mới hành. Cái nhà mình ăn luôn. Ăn ngon mà bi. Thử coi nhão nhão gì. Xuống nữa ăn ăn gà không với muối không, để xuống coi nè. Hả? Cái nhà ăn cơm với tình luôn nha, tối quá cả nhà nó buồn quá. Cơm đi nha, dặn không nha. Nãy giờ nó nửa dĩa rồi. Nãy giờ ăn không. Cơm một dĩa à. Ừ. Xíu nữa mình dùng cái chưa mình ăn không. Ăn chung núi chấm nhà. Rồi, ở nhà mình ăn cơm với gia đình. Chú Huy nữa hả? Ừ. Chú Huy, chú Huy ăn viên gà kia ha. Là hốc bậu hả? Ừ. Nghe tên lạ. Ừ. Đợi thôi. Ăn đúng rồi xong cả nhà ơi. Cái bầu em chờ con gái mình về dọn lên nó ăn luôn cả nhà ơi. Học chưa về nữa nè. Bảy giờ nó tầm mấy giờ mấy chuyện về chờ chứ gái giờ dọn lên cho ăn cả nhà ơi. Hai thằng trai đói quá rồi ăn trước rồi, ông nội ăn trước luôn rồi mở đôi bụng rồi chờ đợi thôi cả nhà ơi. Gái về cả nhà, về dọn lên cả nhà ơi. Cả nhà ơi đi đi.
Út quay bé kéo bà cắt nó ra rồi. Nãy dây nó nhỏ không còn. Cứ vậy mấy em. Đây. Tìm. Nó vàng rồi, nó đâu. Rồi, em có nhà bên đây đây nha. Đó tìm quay ba nè. Y ba ơi, hồi nãy em cứ quay mặt ba rồi. Yeah, chui cái bầu. Em mốt đồng gà, chui chứ gì không. Hơn một phút rồi ba. Một phút nè. Một phút. Cắt tay. Mà bỏ vô đây à, ăn hai cái nhà đây. Rồi, bụi vô ăn nè. Đây, bụi nhà mình ăn luôn nha. Ốc ăn đây. Ốc đâu không ăn. Bốc ăn cả nhà ơi, mua cái tay không? Nó học mới về. Ốc không ăn nữa hả? Chứ muối. Rồi em có nhà mình ăn gia đình nhỏ mình nha. Ngọt. Chui vô ngọt cái nhà ơi. Rồi cái nhà mình ăn luôn. Bu câu. Câu quà tre. Rồi, để nhà mình vô. Kết cu cho bầu. Ốc non mà ăn đậu tiêu. Rồi, đụng hai cái nhà ơi. Rồi, xong cả nhà. Mình ăn xong cả nhà ơi. Có ba cái nhà bếp sau nha. Cả nhà ơi.